Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Phương Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan kính chào tới ngộ đối quý khán giả thân mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2038 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 8 giờ rưỡi sáng thứ tư, 3 giờ chiều thứ năm và 4 giờ rưỡi chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình gian dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hằn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm buồn vui đời quân ngũ. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tiếng hát hậu phương @yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số 714-933-7817, 933-7818 và 933-7819. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương xin đặc biệt giới thiệu đến quý vị một người phụ nữ Việt Nam. Tuy là nữ nhi nhưng chỉ mang trên người hai sắc áo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi mời quý vị cùng chào đón Trương Sĩ Nhất, Trương Bạch Tuyết, Tổng nha Cảnh sát Quốc gia, Trường Tình báo Trung ương. Và xin mời chị Tuyết. Xin kính chào đến Hậu Việt TV và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Hôm nay tôi được hân hạnh đến đây chia sẻ cùng quý vị tất cả trên toàn thế giới này, và để đem tiếng nói kêu gọi những thế hệ trẻ sau này để nối tiếp chúng tôi. Xin chào cô Phương Hồng Quế và cô Trang Thanh Lan và cậu Nghĩa cùng tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Dạ, xin kính chào. Dạ, dạ. Mời chị ngồi. Dạ, chúng em chị Phương Quế, Trang Thanh Lan chào chị Bạch Tuyết và chào Nghĩa Sư. Dạ vâng, thưa quý vị, đường xá rất là xa xôi mà chị đã đến đây. Chị đến từ Hòa Lan, thưa quý vị. Dạ, gần lắm. Và trên đường chị đi đến đây để mà có một vài công việc với thăm bạn bè, thì Phương Quế đã liên lạc được với chị qua email Tiếng Hậu Phương. Và hôm nay rất là vui và cảm ơn chị đã đến đây với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Mong rằng buổi nói chuyện hôm nay của chúng ta sẽ rất là thú vị. Dạ. Dạ thưa chị bay qua hồi nào thưa chị? Dạ tôi từ Hòa Lan ngày 26 Tây tháng 6. Tới hôm nay thì 26 tới bữa nay thì 2 Tây rồi, dạ, có nghĩa dạ, là cũng 10 ngày. Dạ. Dạ. Tuần dạ, một tuần dạ. Tuần lễ. À, hồi nãy thấy chị Nghĩa nói cô và Tuyết ở xứ lạnh quen rồi, qua đây mồ hôi đổ cho qua xứ nóng mồ hôi đổ. Chị qua Cali chị thấy khí hậu sao chị? Dạ bên đây thì tôi thấy khí hậu thì rất ấm áp, và tôi tưởng tượng là tình người còn ấm áp hơn. Dạ, dạ. Ở đây là đất đất ấm, dạ, tình người. Dạ, dạ. Dạ. Tôi thấy ở đây tình người rất là ấm. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Thưa chị đến đây mấy ngày hôm nay thì chị có đi tới đâu chơi chưa chị? Dạ, thì tôi chỉ còn đi những cái buổi họp của trường tiểu học Trung Thu. Dạ. Đến thì cũng gặp được anh em mình cách nay hơn 12 năm rồi tôi mới đến đây, dạ, trở lại. Dạ. Có dự cái đại hội gì không chị? Dạ đại hội thì chưa. À, chị qua đây là dự đại, dạ, hội chứ nhưng mà vậy trong cái dịp này thì tôi đến để ra mắt sách ngày 7 Tây tháng 7 của đoàn biệt đội tiên Nga của chúng tôi. Dạ, cái mục đích chính đó là cái đến để mà ra mắt sách của thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy biệt đội thiên Nga. Dạ. Đó là mục đích chính, thì chúng ta sẽ nói cái phần này về sau. Chắc chắn là sẽ còn nói về biệt đội thiên Nga rất là nhiều. Là bởi vì chị cũng có cộng tác nữa. Thì
Chị tức là mấy ngày nay chị cũng có sinh hoạt với bạn bè rồi, tức là trường tiểu học Trung Thu là cái trường chị học hồi xưa phải không chị? Dạ không, cái này là cái trường này là đến đây rồi tôi chỉ biết qua chị Thủy. Tiện ngày nhân ngày đó thì có anh em đến họp mặt cũng nhiều, thử ra chị Thủy có nhã ý mời tôi đến để gặp anh em luôn. Sau 12 năm đã xa cách thì hôm nay mới gặp trở lại. Cách đây 12 năm chị đã đến Mỹ rồi và bây giờ chị trở lại sau 12 năm. Đến chị đây lần thứ ba. Em thấy chị mặc một cái quân phục của cảnh sát quốc gia, thì cái bộ quân phục này có ý nghĩa gì thưa chị Bạch Tuyết? Dạ thì để nói lên cái ngành cảnh sát của chúng tôi là để bảo vệ an dân và giữ gìn đất nước. Bữa thấy chị thì bận mua áo pull với quần tây thì thấy khác hẳn. Bữa nay là thấy em thấy chị trong bộ quân phục á, thì nãy em cũng ra vẻ lính. Thấy lính tự nhiên khớp, thấy cảnh sát tự nhiên khớp. Thưa chị, nhưng mà em thấy cái nón của chị đó là ở trên đó đó, là em thấy thường thường có mấy cái bông lúa vàng vàng nữa, thì chị thì trơn không, thì cái nón như này là nón lính hay là như thế nào chị? Dạ thưa cô Phương Hồng Quế, theo cấp bậc hả chị? Ở đây là cái cấp bậc của tôi là hạ sĩ quan. Còn cái bông mai á, ở bông lúa ở trên đó là của sĩ quan. Rồi cái nón này là nón hạ sĩ quan hay là nón lính? Dạ cái nón này thì tất cả cái binh chủng cảnh sát đều làm đội một cái nón này. Nhưng mà có khác biệt là trên cái vành này là cái bông lúa, và cái bình thường như tay là hạ sĩ quan. Đó để mình phân biệt là giữa hạ sĩ quan và sĩ quan phải có cái bông lúa. Nhưng mà người nào mà hiểu đó thì mới biết là phân biệt được sĩ quan và hạ sĩ quan. Dạ thì bây giờ bữa nay em biết phân biệt nè. Em phân biệt được rồi. Chị cảm ơn chị. Thấy bộ quân phục đẹp quá chừng luôn, làm bị lẹo lưỡi. Rất là chị đem theo từ bên Hòa Lan hả chị? Ở bên nó có bán đồ lính nhiều không chị? Đồ lính thì thường thường là những cái bộ đồ dù này kia cái nọ, chứ còn cái bộ quân phục này là tôi may tại ở bên Mỹ này gửi về. Thì nhân cái ngày mà ở bên Pháp tôi có cái liên hội cảnh sát, một cái liên hội đặc biệt cho mỗi một quốc gia đó. Thành thử ra tôi may từ lúc đó tới giờ thì cũng hơn 10 năm rồi. Tức là 10 năm nay vòng eo vẫn không thay đổi đó. Dạ không. Có nghĩa là em trong vòng 10 năm em thay 3-4 lần đồ ấy. Cứ là nới ra bóp vô, nới ra bóp vô vậy mà cũng cả chục lần rồi đó. Trong vòng 10 năm mà thay đổi rất là nhiều. Mà em thấy chị cũng vậy, là có nghĩa là bộ đồ này bận còn vừa. Cái bộ đồ này lúc mai thì mặc rất là vừa khích người luôn. Rộng, bây giờ thì rộng lắm. Bây giờ rộng. Giờ vẫn còn rộng mà. Ráng đừng có chật nha chị. Chị ở đây đến bao giờ chị mới đi về chị? Dạ thưa cô Phương Quế là tôi ngày 17 tây tháng 7 tôi trở về Việt Nam. Tức là còn ở nửa tháng nữa. Thưa chị, cũng như khán thính giả của Tiếng Hậu Phương và nhất là binh chủng cảnh sát quốc gia của chị muốn biết chị tham gia vào binh chủng cảnh sát từ lúc nào thưa chị? Dạ thưa cô Trang Thanh Lan, thì cái tôi gia nhập vào ngành cảnh sát quốc gia này 1965. Nhưng mà đầu tiên đó chị, em cũng biết là lý do tại sao mà chị lại đi lính. Thì cái nguyên do nào mà chị là một người nữ nhi mà chị lại đi lính, lên đường tòng trinh nhập ngũ? Thưa cô Phương Hồng Quế và cô Trang Thanh Lan, nhà quý đài, tôi bắt đầu đi vào quân ngũ đó thì chưa được 18 tuổi. Trẻ quá. Tôi phải xin phép là mẹ tôi ký tên mới được, người ta mới nhận tôi. Thì trước kia năm 1962, trước đó thì tôi còn nhỏ, lúc 12 tuổi tôi đã thấy những anh cộng sản Việt Nam ở trên núi Tây Ninh. Và tôi thấy những cái hình thức của họ tôi rất bất mãn. Và từ đó, và nghe được những cái lời nói của họ từ ở dưới chân núi mà lên trên núi Tây Ninh, thì tôi thấy tôi không có đồng cảm với họ là cái người không giống như người quốc gia của mình. Và bình thường thì lúc đó ba tôi làm việc tại Bình Dương.
thì ngày đêm tôi đã nghe tiếng cái pháo kích và chết chóc rất là nhiều. Thành thử ra từ cái lúc 12 tuổi tôi đã có cái ý định lớn lên tôi sẽ vào quân ngũ để làm cái gì để cho dân mình không bị cái gì nữa, và mình sẽ ngăn chặn được những cái làn đạn mà giết dân và những cái tiếng pháo đó hàng ngày. Từ ở nhưng mà quê quán chị là ở Tây Ninh hả thì chị? Dạ không, tôi thì bé giờ là người quê quán Sài Gòn. Nhưng mà sao chị thấy những cảnh của những người cộng sản ở Tây Ninh? Ba đi làm ở Tây Ninh mà. Dạ, bác ta dạ đi không. Làm Tây Ninh. Ba thì ba có tôi ba làm Dương. Ở Bình Dương, đổi lên Bình Dương. Dạ, còn cái đi Tây Ninh là và đi với bà nội đi lên đó núi, lên núi Điện Bà. Ồ dạ. Dạ thì cái tình cờ đó mà tôi gặp được những anh đó thì tôi, tại vì tôi là một con của một cảnh sát rồi. Dạ. Từ bé mình đã biết được như thế nào rồi. Thì tôi lên đó thì trong lòng tôi lúc nào cũng mang một cái hình ảnh rất là không có thích người cộng sản mà trước mắt mình. Thử ra những cái rồi tiếp diễn rồi hàng ngày hàng năm đến cho tôi lớn lên rồi tôi vẫn thấy là càng ngày đó cộng sản rất là ác với dân. Thành thử ra tôi phải làm một cái gì trong khi cái bàn tay tôi có thể làm được. Thì cái trong cái lúc mà tôi chưa được 18 tuổi thì còn 2 tuần lễ nữa tôi thi trung học đại nhất cấp. Yeah. Tôi nghe được ở ngoài Vũng Tàu có tuyển nữ công nhân chiến đấu. Tự ra tôi xin nghỉ học một ngày đó, tôi ra ngoài đó để mà tôi làm cái đơn ghi danh. Và thì họ ở ngoài đó nhận tôi. Thì về tôi cho báo cho giáo sư tôi biết thì giáo sư không tin. Nói em có nói thật hay không? Nói em sẽ đưa cho thầy coi những cái giấy tờ em đã nhận và người ta chứng nhận em là đem cái giấy này về để mà trình với cha mẹ rồi cho đi. Đó thì thầy không ngờ, em nói em nghĩ kỹ chưa? Nó dạ em nghĩ rất kỹ. Trước khi em làm cái gì em đã nghĩ kỹ rồi em mới làm. Dạ. À, thì trong cái lòng em đó là có sẵn từ hồi bé rồi. Em phải làm một cái gì cho quê hương đất nước của mình, yeah, tổ quốc của mình. Dạ. Dạ khi mà chị về chị đưa cho hai bác ký cái giấy để cho chị đi lính thì bác gái có nói gì không thưa chị? Dạ thì mẹ tôi cái đó tôi cũng phỉnh với mẹ. Chắc tôi cho. Mẹ không cho đâu, nếu mà biết mẹ không cho. Thì trước đó đó năm 16 17 tuổi thì lúc trước là bà Ngô Đình Nhu có tổ chức Thanh Nữ Cộng Hòa. Dạ. Thì trong khi đó là tôi ở tỉnh đó tôi đã gia nhập cái Thanh Nữ Cộng Hòa rồi. Dạ thì được 2 năm đó là tôi nói với mẹ tôi là cái những cái hình ảnh đó thì con đi đây nè đâu có cái gì mà nguy hiểm đâu, thì mẹ ký tên cho con chứ con không dám đưa cho ba. Đưa ba là ba không cho đâu, tại ba biết. Yeah. Ba biết đi lính ngoài đó là như thế nào rồi. Yeah. Tử ra thôi mẹ cho con xin đi, mà con đi lính mẹ thấy ở tại tỉnh này thì không có được lương, con đi ra ngoài kia con đi mà con có lương. Đó, thì con sẽ gửi về giúp gia đình và nuôi các em. Đó thì mẹ nghe vậy mẹ ở là người ở quê Bến Tre, tử ra mẹ đâu có hiểu cái gì nhiều đâu, mình phỉnh chứ còn đưa ba thì chắc không được đi không rồi. Thì dạ, ông là cảnh sát ông biết rồi là chị đi lính. Dạ, rồi. Dạ, dạ. Thì tới khi mà tôi bị thương đó thì mẹ ra mẹ thấy đi lúc mà mẹ ra cũng mỗi tháng mẹ ra. Mà lúc đó thì mẹ thấy đi hành quân về giác súng ống đồ cũng nặng lắm, mẹ ngồi khóc. Nhưng mà lúc đó chưa bị thương. Rồi sau một thời gian nữa thì mới bị thương thì mẹ ra mẹ nuôi ở ngoài bị bệnh viện. Ở trận nào chị bị thương ở trận nào? Dạ tôi bị thương thì cái này cái lúc mà mình đi hành quân thì không bị gì hết, đi về vẫn bình thường. Dạ đi gặp địch rồi cái gì là mình rất là bình yên. Dạ. Trở về. Nhưng mà khi mà cái ngày mà tôi đi, như là tối mình đi đặt mìn ở xung quanh cái trại của mình đóng thì vì cộng rất là thường bò vô, tự ra mình phải đặt mìn xung quanh cái đồng của mình đó, thì sáng ra gỡ
thì bao nhiêu ngày rồi không có sao hết. Thì hôm đó là cái gỡ cái trái thứ 13. Thì cái anh gỡ đó, tôi thì chỉ có phụ vậy thôi chứ tôi không có. Tại vì ảnh gài thì cách gỡ của ảnh đó, ảnh phải biết. Thành ra tôi không có gỡ nhưng mà tôi phải theo để tôi phụ một cái gì đó. Đó thì vừa gỡ trái thứ 13 là nó nổ lên. Đó thì anh bị thương rất là nặng. Dạ, thì đem tới bệnh viện thì anh chết. Dạ, còn tôi thì không biết gì hết. Đưa vô quân y viện Cộng Hòa ở Vũng Tàu. Nằm ở đó. Tôi chị bị thương ở đâu chị? Dạ thì tôi bị chỉ có, tại vì có ở chỗ đó thì nó có cái lỗ trong mai để mình khi mà về cộng tấn công nữa thì mình bò ra đó để mình đặt súng ở đó, mình có cái hầm mình nốt ở đó. Thì lúc mà nổ lên đó thì tôi giật mình té xuống. Té thì mình chúi xuống cái lỗ trong mai vậy nè. Thì cũng được một thước vậy đó, mình té chui cái đầu rồi xuống thì cái chân tôi nó bị lên trên vậy. Thử ra hai cái chân từ ở đây xuống đây. Còn cái trên người thì không có gì hết, không bị gì hết. Miễn hả chị? Miễn dạ, miễn đó. Miễn lựu đạn M26. Chứ là bị miễn thôi chứ đâu bị gãy chân hả chị? Dạ không. Dạ. Mà rất vô sâu lắm, cũng chị máu ra rất trị là nhiều. Bao lâu chị cho nằm chữa trị, khoảng bao lâu? Dạ tôi nằm ở đó thì khoảng 2 tháng. Ồ, 2 tháng thì mới lành và đi đứng được. Thì bác sĩ cho về. Tạm thời thì ở đơn vị đó cho tôi về dưỡng thương chứ chưa cho nghỉ hẳn luôn, dãy ngủ không cho. Dạ dạ, tại vì tôi cũng là ở trên văn phòng mà bộ chỉ huy. Em dạ. Xin trở lại là hồi nãy giờ chị nói là chị đi lính nhưng mà chị chưa có nói là chị đi lính gì. Cái lúc đó chị đang lính gì mà chị có đi học bắn súng không mà sao chị lại ra mặt trận được? Cái đó là cái mà khán giả chắc chắn là thắc mắc. Dạ. Nhưng mà chị có học quân trường hay không? Nó phải từng tự giải nghĩa cho tụi em biết. Dạ, dạ thưa cô Khương Quế và cô Trang Thanh Lan và quý đài. Thì tôi vô trong đó bắt đầu vô nhập ngũ thì là trước tiên là ở bộ chỉ huy cho mình cô nào tóc dài đều cắt ngắn ngang nhau hết. Dạ, rồi ngày hôm sau bắt đầu là phát quân phục này kia nọ đủ hết rồi là ngày thứ ba, trong ngày thứ ba là sẽ đi ra tập trong vòng 3 tháng tập huấn luyện quân sự. Dạ, quân sự. Rồi bắn hoặc là bò thải lựu đạn và bò quả lực đồ đầy đủ hết. Dạ. Quân trường tuy là và cái này là cái quân trường này như là cái đoàn này của bà Nhu tổ chức là nó là bán quân sự. Yeah. Chứ không phải là quân sự giống như mấy nam. Yeah. Thành ra nó là cái chương trình nó là bán quân sự. Nhưng mà cái nghĩa nó giống như một người tất cả các binh chủng khác. Tập đồ cũng chỉ khác tập nhau cái tiếng thôi. Dạ, tập nhau cái trận rồi hành quân, tập hành quân ban đêm ban ngày. Rồi bắt đầu 3 tháng đó là bắt đầu đi hành quân. Thưa chị, lúc đó thì cái khóa của chị đi vào nó có bao nhiêu người phụ nữ hết thảy chị? Dạ thưa cô Phương Quế là cái khóa của tôi là được gần 70 chị em. Wow, dạ. Cũng đông quá hả? Dạ. Cũng trang lứa với chị luôn, cũng dạ, là 18, 17 vậy hả chị? Có vài ba chị là quá phụ vợ của lính tử trận. Yeah. Thành ra các chị cũng nghe như vậy thì cũng có cái lòng mà khi mà chồng mình đã từ mất trận gì thế rồi nào. Dạ. Thì thành ra mấy chị cũng tiếp nối. Yeah. Dạ. Thì trong số đó thì có được vài ba chị. Yeah. Còn bao nhiêu là đa số là người thi rớt trung học. Đi buồn quá đi lính. Dạ, đi vô đi lính. Yeah. Dạ. Còn đối với tôi á thì chưa thi. Tôi còn 2 tuần nữa tôi mới thi trung học. Dạ, nhưng mà mình có cái cơ hội này, đâu có còn cơ hội nào nữa mà mình biết. Thành ra không thể chờ đợi được. Cái lòng tôi mong đợi là từ hồi bé rồi. Thì lớn lên rồi, cái tuổi mình là có cơ hội rồi là phải nhập liền. Chứ không có để nó mất cơ hội đi. Dạ. Dạ, chị còn nhớ lúc đó chị mặc đồ quân phục cũng là đồ crazy phải không chị? Cũng đồ xanh. Dạ. Hay là quần áo như vậy. Nhưng mà cái những cái logo đó, cái phù hiệu của mình đeo là cái gì chị? Chị nhớ những cái phù hiệu của chị không? Cái phù hiệu mà lúc mà chị đi bán quân sự cái lúc mà chị đi hành quân đi
Dạ thưa. Dự những cuộc chiến á chị? Tôi không nhớ rõ lắm, hình như là cái ngọn đuốc. Hình như ngọn đuốc. Ngọn đuốc mà chắc cái... là nó thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị hay có cái ngọn đuốc? Có giống không chị? Có giống cái logo phù hiệu của Chiến tranh Chính trị thì như cũng có ngọn đuốc á. Bây giờ những cái hình đó thì cái nón tôi không có nhớ. Không nhớ lắm, nhưng mà cái bê rê thì bê rê màu nâu giống như là của biệt động quân. Ồ vậy hả chị? Dạ. Thì lúc là chị mặc đồ thường đó là bê rê. Rồi nhưng mà khi mình đi đánh trận thì mình đâu có đội nón bê rê được chị, chắc phải đội nón. Dạ không, cái đồ cái bê rê đó là khi mà cuối tuần mà được đi ra ngoài Vũng Tàu đi chơi thì là mặc một cái áo trắng và cái jeep sere. Ồ dễ thương quá. Cái bê rê nâu. Ôi trời, dễ thương còn quá. đi ra trận hoặc đi hành quân thì mình mặc đồ trận. Dạ, dạ. Mặc đồ trận có... mang giày bố. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái đó là đi chơi đó, em muốn hỏi là đi chơi. Dạ. Dễ thương ha, mặc váy thì chắc dạ, còn cái, trẻ cái, chắc cái, đẹp cái, lắm ạ. À. Jeep sere. Dạ, cũng đẹp chị. Em thấy mấy tấm hình của chị chụp hồi nhỏ đó rất dạ, là dễ thương. Dạ cũng còn quá đẹp luôn. Mà chị khi mà chị cắt mái tóc chị tiếc không? Dạ. Em thấy cái hình của chị đưa cho em xem. Tôi tiếc cái mái tóc dài không chị? Cái tóc dài mà đẹp lắm. Ở sau này dài lắm. Mái tóc chị đẹp. Lúc mà chị cắt đó. Chị có tiếc không? Chị thấy buồn. Dạ tiếc, ai cũng tiếc hết. Nhưng mà không có tiếc lắm. Vì mình đã ước ao một cái nguyện, cái lý tưởng của mình đó. Là cái lý tưởng mình đã đến đạt lúc mình thế. Thành được rồi. Thử ra mình rất là tuy là có tiếc nhưng mà nó không có thành. Cũng thoáng qua thôi chứ không có. Dạ. Thì có nhiều cô thì tiếc, nhưng mà đối với tôi thì cái ý nghĩa của mình nó đối với mình là khác. Nó không có tiếc cái mái tóc của mình, nhưng mà mình tiếc làm sao cái bàn tay của mình luôn luôn nhớ cái câu là quân trường đổ mồ hôi, chiến trường không đổ máu. Bớt đổ máu. Thì mình phải dược lấy cho bằng được cái câu đó. Phải nói có một người nữ nhi như chị phải nói rất là kiên cường. Mà rất là... Cũng có nhiều chị lên chi tiếng hát hậu phương lắm rồi. Em thấy thán phục các chị quá. Bây giờ nay có chị Bạch Tuyết nữa thì em thấy cái chí của chị còn hơn đàn ông nữa, chí lớn quá. Chí lớn, mà hai sắc áo nữa, rồi cái sắc áo của chị, sắc áo thứ nhất là mặc đồ JG, mặc đồ quân đội. Đó là năm, đó là năm 62 hả chị? 1962 đến 1963 thì tôi được về dưỡng thương. Thì là về dưỡng thương có 2 tháng sau là đảo tránh cụ Diệm. Thành thử ra cái đoàn tôi tan rã. Tôi rất là mong mà nếu mà còn đoàn thì tôi sẽ trở lại chứ tôi không bỏ. Tại vì mình đi hành quân tuy là nó rất là mạo hiểm, rất là nguy hiểm, nhưng mà tôi thích. Tôi thích tại sao? Tôi đi tìm cho được Cộng sản. Tôi phải tìm cho bằng được và tôi phải diệt cho bằng được. Này đàn bà mà lá gan đàn ông. Không sợ gì hết. Không sợ gì hết. Đi hành quân à. Không, mới đầu thì cũng sợ lắm. Mình đi ban đêm chưa bao giờ quen ở trong rừng rú. Đó cái cảm giác, anh tính hỏi chị là cái cảm giác mà lúc đầu tiên mà chị ra trận là chị thấy như thế nào chị? Dạ, mà đầu tiên thì đầu mình tiên là tập phải tập trận trước. Tập trận hành quân ban ngày rồi ban đêm. Thì đi cách nhau 5 thước mới có một người. Chứ không được đi gần. Lúc đó mình cũng sợ. Lúc còn trẻ thì tôi ở nhà tôi rất là sợ ma. Sợ ma. Sợ ma rồi vô đó là sợ các thú. Thú rừng. Lúc đó ở đâu chị? Dạ ở tại Cát Lỡ gần Vũng Tàu. Cát Lỡ Vũng Tàu. Dạ. Thì tôi đi mới đầu tập mà ban đêm đó thì mình rất là sợ. Nhưng mà bây giờ sợ cũng đâu có cách nào hơn. Thì hỏi ông chỉ huy trưởng sao không cho đi gần gần chút, đi cái này sợ quá. Phải đi thôi. Dạ thì từ từ đâu có được chọn lựa. Dạ, đi lính mà còn lựa. Từ từ quen đi rồi. Cho em đi chỗ nào đông đông. Dạ thì không được, phải cách 5 thước một người. Thì mình trong cái đó cái kỷ luật mình phải có thì không có được cãi. Nhưng mà rồi sau có bị thì hết đất không chị, nếu mà phạm cái luật bị hết đất thì không cần phạm kỷ luật nữa, đã sáng sớm 6 giờ đất. Là phải ra tập hết đất 100 cái mà ai cũng 100 cái mà tôi rất là ăn gian. Ra mà chỉ huy trưởng mà đi ngó chỗ khác là tôi nằm chút xíu rồi ông quay lại là tôi phải
Tôi rất là, tôi rất từ từ, đó là cái bản tính tôi rất là ba gai. Dạ. Bởi vì em nhìn cái tướng chị bây giờ lớn rồi ha, chị lớn tuổi rồi mà em thấy chị có một cái nét gì đó rất là đàn ông. Em có nói chị là lần đầu tiên em gặp chị tuần trước đó, em có nói hôm nay em nhìn chị giống như là một người nam chứ không phải là người nữ nữa. Dạ. Chị thấy hiên ngang lắm, cả kể cả ngoài đời lúc mà chị nói chuyện với em cũng thấy là chị rất là hiên ngang. Dạ. Có nhiều tính cách nghĩa là nam tính nhiều hơn đó. Dạ. Dạ. Dạ, bình thường ở ngoài thì tôi cũng nói với bạn bè là đối với người phụ nữ, tôi coi không có một cái gì đối với tôi hết. Nhưng mà nam á, lơ mơ là không được với tôi. Không đúng là cái gì mà phạm đến mình rồi là tôi sẽ thọc áo tôi đánh liền, chặt đẹp liền. Dạ, tôi không có. Còn với phụ nữ là tôi không, tôi rất là nhịn. Tại vì chị đàn ông chị mà. Có nửa máu đàn ông. Tôi có tánh tôi đàn ông. Chị đàn ông chị có nửa máu đàn ông á chồng. Đàn bà chị ga lăng chứ. Như vậy thì em nói nè, em xin phép chị nè. Vậy thì em muốn hỏi về ông xã chị. Dạ. Tức là người bên cạnh cuộc đời của chị như thế nào? Chị có có thộp áo anh không? Dạ không thì không có phạm lỗi thôi đâu, sao thộp chị? Không thì dạ. Em hỏi có lần nào sợ thấy mồ. Thưa cô Hồng Quế và cô Trương Phan Thanh Lan, ông xã tôi thì ông biết cái tánh tôi. Dạ, trước khi gặp nhau thì ông biết tánh tôi rồi. Thử ra rất là chiều. Rất là chiều. Dạ. Nhiều khi tại vì mới lấy nhau đó thì tôi cũng tuyên bố là nếu á tôi là một con người có học, cái gì lỗi nói tôi sợ sửa, mà một bạt tai hoặc là tiếng chửi thề 10 đứa con tôi cũng chặt, là tôi ôm con tôi nuôi, tôi báo trước cho anh biết. Yeah. Đó, thử ra thì từ ngày về là không nói một cái tiếng gì mà dám nói mà. Giáo đồ con nó sợ thấy mồ. mà tôi có nhiều lần tôi làm như là tôi không còn muốn có chồng nữa, để một mình tôi tự do, tôi làm một cái gì mình chưa làm hết. Yeah. Dạ, cái cuộc đời của mình và cái lý tưởng của mình phải theo cho bằng được và phải chấm dứt, khi mà không còn cái gì nữa thì phải chấm dứt, thì lúc đó mới yên. Dạ. Chị mới yên lòng. Dạ, chứ dạ. Còn ở trong lòng mình còn tức tưởi, mình chưa làm được một cái gì cho quê hương hết, mà chưa có được cái gì hết thì đã đứt phim rồi. Dạ. Thành thử ra trong lòng tôi còn ấm ức rất là, dạ, rất là không thể nào. Tôi đêm ngủ cũng vậy, tôi nhớ tới là tôi nằm tôi khóc. Và tôi, tại làm sao mình đi tìm cái gì làm cho nó phải, thành ra tôi đi tìm. Người ta thì người ta trốn việc hay là cái gì, nhưng mà tôi phải đi tìm. Dạ, tôi đi tìm. Thưa chị, mà thưa chị, như vậy là anh cũng cảnh sát luôn hả chị? Dạ thưa, nhà tôi là cảnh sát bên nhà đô thành. Dạ. Dạ, về bắt cướp rồi đi từ Sài Gòn Chợ Lớn là bắt cướp. Tức là thân phụ chị cũng là cảnh sát. Dạ. Dạ, đến chị thì ban đầu là chị đi bán quân sự, bây giờ là quân đội. Quân đội. Rồi kế nữa là khi nào thì chị trở qua bên làm việc ở bên cảnh sát quốc gia với chị Thanh Thủy thì chị? Dạ thưa cô Phương Hồng Quế, là cái tôi ở nhà dưỡng thương là năm 1965 là tôi âm thầm mình lấy cái hồ sơ giấy tờ hình ảnh của mình ở ngoài đó, thì tôi mới lên trên trường nữ quân nhân, tôi lên tôi gặp bà Thiếu tá Hằng, tôi nộp vô thì bà nói chị rất là mong ước mà bây giờ chị có em rồi là chị rất là mừng, hôm nay được em, chị đang là trông chờ một người huấn luyện viên thiếu. Thử ra nộp đơn xong rồi là về nhà một tuần sau khoe với ba, tuần sau nữa là con đi làm việc rồi, con lên nữ quân nhân con nộp rồi, ba đâu có cho con đi mà sao, thì con ở nhà buồn quá, bây giờ con khỏe rồi thì con phải đi tiếp nữ quân nhân để mà làm cái gì mà như cái ngành vừa rồi con bị thương đó, thì con chưa biết là trong đó làm cái gì, nhưng mà con thích quân nhân đó, ba không cho, ba nói con phải lên lấy liền về cho ba, không có được, không có cãi ba.
nói con bây giờ con nộp rồi, bây giờ con cũng lớn rồi mà con nộp rồi, con nói con hứa rồi mà bây giờ kêu con lấy lợi thì con không biết làm sao, phải lấy cho bằng được về. Bà rất là khó lắm, rồi kỹ, sao cũng chị? Kỹ lực sắc lắm. Cái rồi thì cũng phải lên ngày thứ hai đó, lên sớm lắm. Xin thiếu tá cho em tình một việc là cái này ngoài ý muốn của em. Cái nói em bây giờ ba em không cho đi nữ quân nhân, tại vì trưa hồi xưa đó là em bị thương rồi, bây giờ ba nói vô đây ba không cho nữa. Cái thì bà nói ở đây đâu có đi hành quân giống như hồi đó trước kia của em đâu, thì ở đây là nếu mà em vô đây là chị sẽ giao cho em huấn luyện viên Đan Hiếu đó. Thì thấy em lên nộp đơn chị rất là mừng, mà bây giờ em lấy đơn lợi rồi chị không biết làm sao, chị không muốn trả đơn đâu. Cái năn nỉ riết từ sáng mà tới 6 giờ chiều hết giờ làm việc mới trả. Em về suy nghĩ kỹ lại đây rồi trở lại nói, thì em trước khi em làm cái gì và em đến đây em đã suy nghĩ kỹ rồi, anh tử ra chắc có lẽ là không thể trở lại được, thôi chị cũng thông cảm cho em. Bà trả mà bà cứ hẹn là chị đúng nghĩ cần là người, có thể năm 65 hả chị, lúc dạ, năm 1965 cần là, người lắm dạ, thì thiếu huấn luyện viên dạ. Dạ. Thì nghe mình đã có một qua cái thời gian dạ. Chiến đấu quân nữa. Sự rồi nữa. Quân dạ. Sự có rồi dạ. Dạ. Thì dạ thưa chị Bạch Thuyết, có một lời nhắn nhủ vô chương trình của chúng ta với chị nè. Chị Bạch Mai ở Florida, em chào chị Bạch Mai, gửi lời thăm các anh chị trong đài được nhiều sức khỏe, có lời khen hai cô ca sĩ mặc áo dài làm chị rất thích và đẹp lắm. Cảm ơn chị Mai. Hôm nay chương trình có khách mời Bạch Tuyết ở đường ở nước xa xôi mà qua làm khách mời chương trình thì rất là quý. Chị kể về đời quân đội của chị rất là hay, cho chị yêu cầu bài hát Nếu Một Mai của nhạc sĩ Minh Kỳ. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Chị Mai ơi, chị Bạch Tuyết biết hát nữa. Dạ, xin chào chị Bạch Mai. Dạ, dạ. Vâng, em xin phép có một tin nhắn nữa của chú Tiều Phong, cựu hải quân Việt Nam Cộng Hòa ở Texas, yêu cầu nhạc phẩm Một Lần Xa Bến của nhạc sĩ Trường Sa. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Chú Tiều Phong. Cảm ơn anh. Khất nợ quá, thưa anh. Chương trình của chúng ta bữa nay khách mời là chị Bạch Tuyết. Ngoài một quân nhân ra mà chị còn có biết hát nữa thưa quý vị. Thôi bây giờ thay vì Nếu Một Mai thì bây giờ cũng Nếu mà Nếu Vắng Anh, em mời chị Bạch Tuyết hát cái bài Nếu Vắng Anh để cho chị Bạch Mai cũng như khán giả của chương trình Thế Hào Phương đang thưởng thức chương trình dạ, vâng. Của đài. Bài mời hát chị. Một Lần Xa Bến thì chắc Phương Quế khất nợ với anh Tiều Phong. Dạ, những kỳ tới thì nếu mà lát còn giờ hoặc những kỳ tới Phương Quế sẽ hát bài này. Dạ em mời chị. Oh.
tình vang xa ngoài tiên tuyến. Nhớ đến anh, ai hùng dòng pha gian nguy vòng chinh chiến phúc luyến thương. Em chắp hai tay lên nguyện cầu, mong ước quê hương tôi hận sầu, ta sớm gần nhau. Phúc luyến thương, em chắp hai tay lên nguyện cầu, và ước quê hương tôi hận sầu, ta sớm. Thời tiết ở đây nó bị thay đổi chứ em thấy giọng chị Bà Tuyết cũng Quế đưa cho chị mấy bịch giá rồi đó, uống hết mấy bịch giá rồi. Chị nói thu khang tiếng bữa nay là chị nói được ha, bữa hôm em gặp chị nói không ra tiếng. Dạ thành ra đưa mấy bịch giá cũng đỡ đỡ chứ chút nếu xíu. Không bị thời tiết nó hay hơn được hơn. Dạ đố nghĩa sử biết hôm nay là ngày gì, đầu tháng 7 hôm nay là ngày gì, đố nghĩa sử luôn. Nãy giờ không nói đó, không có ai nhắc hết trơn. Trang Thanh Lam và nghĩa sử đều không nói gì, không nói gì hết. Mà mình làm thinh bây giờ mình hỏi đó, đố nghĩa sử nhớ không? Ngày mai thì không biết. Không, ngày hôm nay nè, đầu tháng 7 nè, có một cái event gì để của cái chương trình. Mà nói đại rồi, bữa nay là 4 năm kỷ niệm, 4 năm Tiếng Hát Hậu Phương ở đó rồi. Ngày 2 tháng 7, 4 năm về trước là em bé Tiếng Hát Hậu Phương ra đời. Em được rồi 4 tuổi. Và bây giờ hôm nay là, hôm qua là em được tròn 4 tuổi, hôm nay em lố một ngày là 3 tháng 7. Đó là cũng nhờ cái sự thương yêu của tất cả quý vị khán thính giả, của các chú các bác, các quý vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giúp đỡ rất là nhiều, của bố cũng không quên cảm ơn bố Huyền Trân, và anh Michael Trụ. Hai người đã tiếp sức với Tiếng Hát Hậu Phương rất là nhiều trong 4 năm nay. Đã bố Huyền Trân thì đã bỏ công ra để thu lại cái chương trình để anh Michael Trụ post lên trên Facebook, YouTube và bước lên diễn đàn. Con cảm ơn bố và anh Michael rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các khán giả thương mến. Và đặc biệt nhất cũng là Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Anh Tư là cái người cũng dìu dắt chương trình Thiếu Hậu Phương rất là nhiều, đỡ đầu cho chương trình này. Và cảm ơn quý vị ở xa gần cũng như chị Bạch Tuyết, cũng là một trong những khán giả mà khiến cho chúng em cảm thấy rằng ấm áp, cảm thấy rằng cái việc làm của chúng em có những người yểm trợ hưởng ứng. Thành thử ra là cảm ơn chị, đường xá xa xôi mà chị sẵn lòng đến đây đọc những cái email chị và Tuyết trước khi qua đây gửi cho Tiếng Hát Hậu Phương thì rất là cảm động. Mà thấy chị có tấm lòng thật thà là đối với Trang Thanh Lam, Phương Quế, thấy là chị người có tấm lòng với nước Việt Nam, với các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như đối với gia đình riêng của chị, người đã hy sinh rất là nhiều thời con gái và lúc mà khi lấy chồng vẫn đi hành quân chiến đấu hả chị? Tiếp tục cho đến bây giờ thì nghĩa là chị cũng vẫn còn rất là hăng say. Chúng ta thì sẽ tiếp tục để nói cái vấn đề này sau này. Chuyện của chị Bạch Tuyết còn rất là nhiều thú vị. Là Phương Quế tiếp chuyện với chị và nói chuyện với chị thì thấy rằng nghĩa là nếu mà một buổi này đó mình nói đó cũng chưa đủ hết cái cuộc đời của chị, hoạt động của chị Bạch Tuyết. Phải nói còn 2-3 show nữa, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có thời giờ. Cảm ơn chị. Còn 5 phút. Cảm ơn, biết rồi, còn 5 phút nữa. Cảm ơn chị, đừng có nhắc tuồng. Tháng ăn lắm, nhớ rồi. Có người đã giấu 5 phút, có người mới đưa 5 ngón rồi. Cảm ơn chị. Đường xá xa xôi nặng nề mà còn mang quà cho nghĩa sữa, cho Phương Quế, cho Trang Thanh Lam nữa. Cái đó quý nhất là cái tình. Bây giờ máy bay cho 2 cái vali nhỏ xíu à. Nhẹ, có mấy chục ký à chị hả? Dạ, 23 ký. Nhưng mà làm sao mấy chai Maggi chị xách tay được chị? Chị phải gửi hành lý. Hòa Lan nữa quý vị ơi. Gửi hành lý. Chị phải gửi hành lý chứ dạ. Dạ, thành thử ra được đó chai là... hai đứa em thì được hai chai Maggi Hòa Lan với hai chai dầu thơm. Nghĩa được cái gì? Chúc quà. Nghĩa được cái gì? Chúc quà lấy cái lại là nước tương Hòa Lan. Rất là quý rồi cái tình mà trong cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ mình còn mấy phút sau cùng thì mình cũng nói về cái tình hình, nếu nói về cuộc đời tiếp tục cái chuyện lính của chị thì nó sẽ bị dang dở. Thì xin phép chị cho chúng em đọc cái bài thơ của một cái tác giả ở trong nước, một người yêu nước sáng tác. Một người yêu nước sáng tác, và cái bài thơ này
rất là hay đối với tình trạng hiện tại bây giờ, rất thích hợp với tình trạng đất nước của chúng ta. Thì mời quý vị cùng nghe sau đây bài thơ Mai Con Lớn. Mai con lớn khắp nơi toàn người Hán, tiếng Việt mình nói nhỏ nhé con ơi. Dù mình sống trên quê cha đất tổ, nhưng ai đông hơn sẽ thành chủ con à. Mai con lớn lấy chồng sao tránh khỏi, bọn Hán kia tìm mọi cách gieo nòi. Còn trai Việt thoát sao đời nô lệ, chẳng biết lúc nào mất nội tạng con ơi. Mai con lớn chữ mình con quên hết, khắp nơi nơi toàn kiểu chữ tượng hình. Sử sách Việt sẽ ngày càng mai một, ai nhớ từng có Âu Lạc với Văn Lang. Mai con lớn đến nơi nào cũng cúi, xứ mình nhưng chẳng dám ngẩng cao đầu. Vào quán xá nhớ nép mình trong góc kẹt, đừng tranh ăn với lũ đói bên tàu. Mai con lớn những nơi nào đẹp nhất, Hạ Long, Ninh Bình, Đà Lạt, Phong Nha, và nhiều chỗ con đường hẻo lánh, người Việt ta không tới nữa con à. Mai con lớn những kinh đô thành quách, những tượng thờ tiên tổ các hùng vương, những ngôi miếu tôn vinh Bà Trưng, Bà Triệu sẽ bị dập tan lăn lóc giữa hoang tàn. Mai con lớn đồ ăn toàn bẩn độc, của ngon đều bị tước hết con ơi. Mai con lớn biển sông hồ nhiễm độc, nước thải phương xa không ngớt đổ về. Mai con lớn xin con đừng òa khóc, hận tiền nhân sao đỡ để cháu con mình sống trong lòng giặc, thở không dám thở. Vì thời của mẹ cha ai cũng chỉ muốn được yên bình. Mai con lớn xin con đừng hờn trách, tổ tiên hèn với giặc ác với cháu con. Con hãy hiểu ngày hôm nay ai cũng nói, ta không đòi được đất thì để con cháu ta đòi. Mai con lớn xin con đừng phẫn hận, ngày xưa giặc chưa vào sao câm nín im ru, nay giặc ở khắp mọi miền bờ cõi, bắt cháu con đòi nghe có lọt tay không. Mai con lớn thôi mẹ không nghĩ nữa, chỉ mong bình minh đến thật mau, và tất cả chỉ là cơn ác mộng, xin thiên cơ ban tặng một phép màu. Bài này, cái này này mình đọc rất là xúc động. Cái bài thơ tác giả với cái đất nước Việt Nam đúng đánh đúng tất cả vào tim của những người Việt chúng ta. Cho nên quê hương mình còn khổ lắm chị ơi, và đúng đúng cái bài thơ này con cháu mình về sau không biết như thế nào. Cảm ơn tác giả đề tác, nhưng mà cảm ơn Nghĩa Sửa đã đưa bài thơ này Nghĩa cho Sửa hai chuyển chị. Cái bài thơ này ngay từ chiều 5 giờ mấy thì Nghĩa Sửa chuyển bài thơ này đến, và rất là kịp lúc có chị đây ngày hôm nay. Chúng ta tạm ngưng cái xúc động ở đây, và chúng ta mời quý vị khán thính giả xem một ít thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ trở lại. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em ca bài tiếng hát hậu phương. Cảm ơn sự chờ đợi của quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm chính gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại để mua sắm qua số 1877-892-6999. Và Trang Thanh Lan xin giới thiệu Max One Up, thần dược cho nam giới, vũ khí của đàn ông. Sản phẩm mới của Hương Wellness được sản xuất tại Hoa Kỳ, made in USA, thảo dược 100% organic, không có side effect, giá chỉ có 65 một hộp. Đặc biệt nếu gọi Trang Thanh Lan thì hai hộp chỉ có $100.
điện thoại 714-713-2946. Quý vị cũng có thể vào order online hương wellness.com, Facebook thì Hương Wellness Store, hoặc đến trực tiếp tại Hương Wellness, địa chỉ 5421 West First Street, Unit 4 Santa Ana, đối diện quán Hương. Sức khỏe là vàng, xin gọi Trang Thanh Lan 714-713-2946. Dạ vâng, chương trình cũng được bảo trợ bởi công ty dược thảo Cảnh Thiên, một thương hiệu có uy tín về dược thảo đông y. Đông y sĩ Cảnh Thiên với kinh nghiệm trên 50 năm xem mạch rất hay thuốc thang đúng bệnh. Chúng tôi có nhiều loại thuốc như viêm loét dạ dày, chậm tiêu hóa, đau lưng, thần kinh tọa, đau vai cổ, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, ngăn ngừa ung bú, bột dinh dưỡng dành cho người già và trẻ em, kém ăn yếu sức, thuốc bổ đông trùng hạ thảo chính gốc Tây Tạng. Có trên 140 mặt hàng dược thảo đặc chế rất công hiệu. Hiện nay có chương trình promotion đặc biệt, mua 5 tặng 1 free shipping. Muốn mua dược thảo 100% organic của công ty dược thảo Cảnh Thiên, xin liên lạc 855-775-1069. Địa chỉ 14441 Broker Street, suite số 8, thành phố Garden Grove, mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đây là nơi làm việc duy nhất của đông y sĩ Cảnh Thiên, không có chi nhánh nào khác. Xin đồng hương lưu ý để tránh lầm thầy, lầm thuốc. Và có chị Lam Mai hay là Lâm Mai, tại vì chị không bỏ dấu, có phone cho Trang Thanh Lan qua cái số phone mà cái Max One Up, thì chị nhờ Tiến Hà Hậu Phương tìm cựu đại tá Bùi Quang Khương trước 30 tháng 4 công tác tại Không đoàn 74 Cần Thơ. Nghe nói đại tá Bùi Quang Khương hiện đang ở Virginia. Nếu ai được tin đại tá Bùi Quang Khương, xin liên lạc với chị Lan 952-769-4959, 952-769-4959. Nếu không có được thì gọi hoặc là email vào Tiếng Hát Hậu Phương, Trang Thanh Lan và Phương Quế sẽ nhận và chuyển cho chị Mai. Cảm ơn chị rất là nhiều. Kính mong chị Mai tìm lại được đại tá Bùi Quang Khương. Vâng, sau đây cũng được gửi qua email Tiếng Hát Hậu Phương. Tìm người, vâng, tìm thân nhân. Tôi là bà Trần Kim Vật, trước có mang ơn gia đình chuẩn tướng Lượng và cũng là cô giáo của hai em Việt và Khôi tại Nha Trang. Chúng tôi tha thiết muốn tìm lại gia đình chuẩn tướng để gửi đến lời cảm ơn cuối đời. Chuẩn tướng Nguyễn Văn Lượng, sĩ quan 51, số quân 51/600.101 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tư lệnh sư đoàn 2 không quân Tân Lập tại Nha Trang cho đến tháng 4 năm 1975 và định cư tại Mountain View, California. Quý vị nào biết tin xin giúp đỡ liên lạc theo địa chỉ kimlan1394@live.fr hoặc Trang ở số phone 617-282-3864, Trang ở số phone 617-282-3864, teresatrương53@yahoo.com, teresatrương53@yahoo.com. Dạ, hy vọng rằng bà Trần Kim Vật sẽ tìm được chuẩn tướng Lượng. Dạ vâng, hôm nay chương trình Thế Hậu Phương có một vị khách, một người phụ nữ nhưng mà rất là kiên cường, rất là anh hùng, chị Trung Sĩ Nhất Trương Bạch Tuyết. Chị mang hai màu áo lính, đầu tiên là màu áo lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa và sau đó kế đến là màu áo cảnh sát quốc gia. Thì trở lại với chị Bạch Tuyết. Nãy sau khi chúng em đọc bài thơ Mai Con Lớn thì nhìn qua chị Bạch Tuyết thấy chỉ hai dòng lệ chỉ rớt xuống trên má chị. Thì chị nghĩ như thế nào về cái đất nước Việt Nam bây giờ chị, với cái giống cái bài thơ Mai Con Lớn chị? À, thưa cô Trang Thanh Lan, với cái bài thơ này, hiện tình đất nước nó như thế thì tôi thấy rất là thực tế. Nhưng mà tôi ngậm ngùi, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đừng im tiếng nữa. Tất cả toàn dân tôi rất là tha thiết khẩn cầu, trong quốc nội cũng như hải ngoại, tôi xin trước tiên là tôi rất là mong ước thế hệ trẻ trong và ngoài nước hãy tiếp nối chúng tôi, vì chúng tôi đã cái tuổi đã xế chiều rồi, không còn làm cái gì được hơn là bây giờ chỉ
mong các em thế hệ sẽ tiếp nối, vì các em là rường cột, thì các em cũng đã nhìn thấy cái hiện tình đất nước Việt Nam bây giờ thì không còn cái gì mà để là nó mờ ám nữa, nó rõ ràng quá rồi. Thành thử ra những cái bài thơ như thế này tôi nghe thì trong lòng tôi đã có một cái suy nghĩ từ lâu. Nó đúng là cái người mà viết cái bài thơ này nó thực tế, nó bây giờ là nó đúng như vậy chứ không còn cái gì nữa. Thành ra tôi rất là mong ước Đức là thế hệ trẻ trong và hải ngoại hãy cố gắng lên, vì nước Việt Nam, cái tổ quốc Việt Nam của mình là các em là rường cột. Thành thử ra các em hãy cố gắng lên, tất cả đều phải đứng lên để mà lấy tiếng nói mình, giành được lại cái đất nước, cái quê hương của mình. Đừng để mất vào tàu cộng mà mấy ngàn năm ông cha ta đã đổ bao xương máu để mà giành lại đến bây giờ. Mà chẳng lẽ mình lại đứng mà nhìn thì đất nước của mình còn cái gì nữa. Thì xin các em hãy nghĩ và cố gắng lên để mà tiếp nối chúng tôi. Cảm ơn những cái lời nhắn nhủ của chị. Hy vọng rằng các em thế hệ sau này nghe những lời nhắn của chị và các em sẽ tiếp bước. Thì mình thấy rằng cái khí thế bây giờ rất là hào hùng ở trong nước cũng như khắp nơi đã nổi dậy rồi. Thì hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy được tự do thanh bình. Mới đây thì có hai người tự thiêu đó chị. Có hai người mà tự thiêu, hình như là một người chết. Một người chết hay sao? Thấy lúc mà thân xác người ta đổ dầu cho châm, có nghĩa là bất mãn đến cùng cực. Bây giờ sống làm gì trong lúc không còn nhà cửa gì hết, mà cũng bị đàn áp thế này thế nọ, thì người ta chọn cái chết mà chết tự thiêu mới là ghê. Đó là những anh hùng. Trở lại với chị, chị Bạch Tuyết. Ngày hôm nay thì hồi nãy chúng ta đang tiếp tục cái câu chuyện về cái cuộc đời lính của chị, từ màu áo quân đội và bước sang màu áo cảnh sát. Đó thì chị, cái lúc mà chị nãy chị đang nói cái đoạn mà chị gia nhập vào trường nữ quân dân để tiếp tục đi lính, thì ba chị không bằng lòng cho chị đi lính nữa. Thì sau đó thì như thế nào thưa chị? Chị ngồi tới chiều đó, chị ngồi buổi sáng tới chiều rồi lấy cái đơn về. Ba thưa, không cho đi lính đi hành quân nữa. Hai cô là tôi cũng quá sức, mình cũng năn nỉ hết lời rồi. Thử ra bà thiếu tá Hằng, bà cũng nói là thôi thì bây giờ chị cũng không biết làm cách nào hơn, là ba của em muốn như vậy thì không thể nào cãi lời cha mẹ. Thì thôi thì bây giờ chị sẽ trả lại cái hồ sơ cho em, nhưng mà chị rất hy vọng là em sẽ đến với chị. Thì tôi có trả lời là tôi rất là hy vọng cái nữ quân nhân này đối với em là một cái hình ảnh rất là đẹp. Thành ra chị mong em như vậy, em cũng cảm ơn chị, nhưng mà chắc có lẽ không thể nào, tại vì ba em rất là khó. Thành ra mà về rồi á, là cái hồ sơ này nó sẽ đi chỗ khác chứ nó không có được ngồi yên được. Thành tử ra sau đó thì về đưa cho ba cái hồ sơ lại, thì ba sẽ lên nói chuyện với ông Trung tướng Thăng. Thì ông nói thôi thì nếu mà vậy thì anh muốn thì tôi sẽ đưa cháu vô trường tình báo này cho cháu ngồi, chứ không có để cho cháu đi quân nhân như hồi xưa nữa, bị thương rồi đó. Thử ra ông đưa vô ngồi trong đó, rồi hai ngày sau ông Trung tướng hỏi chứ anh thấy cháu nó về nói sao. Nói, cháu nó về nó nói ngồi nó buồn chán lắm. Hồi đó nó đi ở kia thì nó vác súng nó đi thì nó thích hơn. Nhưng mà không, bây giờ tôi nhất định là không cho con gái nó đi nữa. Dạ, nó không có cho nó đi vác súng nữa, bây giờ phải ngồi văn phòng làm thôi. Dạ, thử ra thì bắt đầu trong cái tháng đó là ba đưa vô trong đó ngồi. Ngày nào về cũng chán lắm, ba ơi con không muốn ngồi không vậy. Đi ngoài kia nó rất là vui. Đừng có cãi ba. Nhưng mà như vậy thì bắt đầu chị học rồi chị ngồi đó mấy năm. Thì từ 1965 cho tới 1975 luôn. Tức là không được đi đánh giặc. Không có đi, nhưng mà sẽ có một cái việc làm khác, thì cũng không khác gì cái quân nhân trước kia.
thì là cái kỳ này thì mình lại cũng phải cái đương đầu với những cái thực tại, và nó còn khó khăn hơn là cái đầu mình phải suy nghĩ mình làm cách nào để mà phải cho bằng được cái việc của mình muốn đến đó. Thử ra cái đầu bây giờ nặng hơn. Trước kia là chỉ có ôm cây súng đi, và người chỉ huy trưởng là chỉ huy của mình nó đi tới đâu hoặc làm cái gì thì có cái cấp chỉ huy đã báo cho mình biết. Còn bây giờ mình phải dùng cái đầu để mình làm việc. Dạ, chị bắt đầu học từ đó hả chị? Học dạ, về tình báo. Dạ. Chị học độ bao lâu thưa chị? Dạ thì học mỗi một khóa vậy thì cũng 3 tháng vậy. Dạ. Học 3 tháng. Thì lúc dạ. đó là mình học ở đâu chị? Dạ thì học tại trường tình báo đó. Trường tình báo lúc dạ. đó nằm ở trên đường nào thưa chị? Dạ ở đường ở bên trường học Beatrice. Hình như là không phải Cộng Hòa, quên rồi. Beatrice nó qua vậy nè. Beatrice ký hả? Dạ, dạ. Beatrice ký. Ở sau cái cổng sau của dạ. Cộng Hòa thì đằng kia, nhưng mà đằng này là đường này là biết phải đường Beatrice. Em biết rồi. Em nhớ rồi, nhưng mà không 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 nhớ tên đường. Dạ. Phía sau Cộng Hòa. Dạ. Sau nhà Đức Thành đó. Dạ. Nè, cái tổng nha thì cái cổng dạ. sau tổng nha thì nó là ngang cái tổng sau cổng sau. Dạ, trường Petrus ký. Dạ. Dạ. Như vậy thì lúc đó thì những cái công tác nào mà chị làm, và cái trường hợp nào mà chị lại làm việc chung với chị thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, biệt đội Thiên Nga thưa chị? Dạ, thưa cô Phương Quế. Thì cái trường hợp đó là tôi làm bên đây được mấy năm rồi, sau đó cái khóa Thiên Nga qua đây học bên trường tình báo này. Thì chị Thanh Thủy cũng qua học đó, thì chị biết là tôi làm về thư ký hành chánh của cái phòng nhà hành chánh. Thì chị thấy như vậy rồi cũng có qua biết qua một cái quá khứ của tôi là trước kia là quân nhân. Thì hành quân này kia cái nọ thì cái chuyện đó tôi đã nắm và có một cái hành trang chơi mình rồi. Thử ra những cái đó mà mình đi nữa đó thì là đã đụng độ với cộng rồi, thì mình đi cái này thì nó rất là dễ dàng cho tôi. Cho chị, thành ra chị nhờ công tác này. Vậy đã có kinh nghiệm. Dạ thì dạ. Ở bên trường này thì chỉ có mình tôi là phụ công tác với Thiên Nga thôi. Dạ. Đó thì một thời gian. Dạ. Chị đã từng cái cộng tác với chị Thanh Thủy bên biệt đội Thiên Nga đó chị. Dạ. Thì những công tác nào mà chị làm, chị có thể kể một hai công tác nào có nguy hiểm không chị? Dạ thưa, nguy hiểm thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì mình là cái công tác mình là xâm nhập và theo dõi. Dạ. Sinh viên mà sinh viên thân cộng đó, thì cái ngày nào biểu tình hoặc là những cái gì nó hội họp đó, với lại bầu cử đó, thì mình xen vô đó để mình theo dõi, mình xâm nhập trong đó. Nếu mà mình bị bể ra, nó biết mình là cái người xâm nhập vô, lính xâm nhập vô đó, thì từ trên lầu mà nó quăng xuống, từ trên lầu 7 của luật khoa và văn khoa nó sẽ quăng xuống thì cũng xong. Cái đó là cái điểm nguy hiểm. Dạ, nhưng mà không có lần nào tôi công tác mà bị bể hết. Nữ sinh viên còn rất là quý mến mình nữa. Dạ. Và mình hỏi cái gì cũng được hết, nó rất là thuận dạ. tiện. Chị có cải trang không thưa chị? Dạ thì cải trang là mình lúc là đó tôi cũng mặc áo dài mà cái người tôi rất là thon người, ốm yếu như là một nữ sinh, mặc áo dài trắng vô rồi cũng phù hiệu đồ mình đeo vô, thì là tôi là ghi tên với cái hàm thụ. Thành ra mình học vô hàm thụ đó. Dạ, mình vô trong đó là mình đã có cái tên trong đó rồi. Dạ. Danh sách mình có trong đó thì không có ai cái gì. Hơn nữa mình làm việc mà không bị bể, nó theo dõi thì mình thấy không có cái điểm nào mà để nghi ngờ mình hết. Thành thử ra nó mới thuận tiện cho mình. Chị làm như vậy là bao lâu thưa chị? Dạ thì có thể trong thời gian đó thì chưa được 2 năm đâu. Chưa được 2 năm. Dạ. Thì sau đó thì Thiên Nga những cái như là cái thời gian mà sinh viên nó tổng nổi dậy đó. Đó thì trong cái thời gian đó là mình phải làm việc những cái việc đó. Mà khi đã êm ả rồi đó thì là cái việc khác mà tôi không có tham gia. Dạ, thì Thủy chỉ nhờ những cái Thiên Nga gốc thì họ đi làm cái gì đó, thì cái đó là cái chuyện đó. Tôi chỉ có phụ trách hai cái trường văn khoa luật khoa thôi. Dạ. Rồi chị có thể kể cho quý vị khán thính giả nghe chị có một cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ với những cái người bạn, đồng đội của chị không thưa chị?
Dạ thì trong cái thời gian quân đội thì kỷ niệm thì rất là nhiều kỷ niệm và rất là đau thương, kỷ niệm rất đau thương. Thì trong cái cuộc hành quân ở một cái đền ở Cần Giờ, thì tôi ở trên một chiếc tàu hành quân của chúng tôi, thì khi mà ngồi đó thì cái xạ thủ nào mà cầm cái súng lớn để mà pháo vô trong cái đền đó thì cái người đó phụ trách, còn mình là lúc đó thời gian là mình chỉ kiểm soát coi nó có đi ra hay không thì để mình biết mình theo dõi. Thì ngồi một số ngồi ở đằng sau bon tàu, ở trước thì chưa có ai hết, thì chúng tôi ngồi đây thì cũng 4-5 chị em. Cái tự dưng mà tôi cũng nghĩ là ơn trên cũng khiến cho mình. Tự nhiên tôi nói thôi bây giờ tôi rủ bạn của tôi trên qua. Mấy người lận, mà mấy người thì đi trước rồi, hai người lên trước, chị lớn. Chị thấy chị cũng sợ tay ngay cái súng mà. Cái thành ra tôi mới nói thôi đi, mình đi lên trên này thì ngồi đi. Chứ ở đây rất là nguy hiểm mà. Tại vì bắn trái đầu vô rồi thì nó vô trong đó nó dội trở ra, cái đền đó rất là linh thiêng, nó dội trở ra, mà cái đền đó là cộng sản ở trong đó nhiều, anh thử là phải bắn vô đền chứ mình đâu có cái chỗ tôn thờ, mình cũng không dám, nhưng mà cộng sản ở trong đó nằm vùng đó, thử ra tôi nói vậy mà cái người bạn tôi tên qua thì cô không đi, cô nói thôi ngồi để mát. Ở tôi ngồi đây đi, tôi đi lên. Thì tôi lên trước bon tàu, thì vừa lên tới đó là ở đây pháo người ta, là trái ra trong đó dội ra liền. Thì hai con mắt cô bị trúng hai con mắt, là đạn nó, cái miệng nó vô. Đó thì, dạ thì sau đó phải xuống dưới ghe để mà chở về đơn vị để đưa đi bệnh viện. Thì phải chờ 3 đêm trời ở nằm dưới ghe mới về tới đơn vị. Thì tôi phải đi theo cô ngồi dưới ghe, thì tôi ngồi bên để mà cô la rất là đau nhức, rất là đau thương, mà nhớ tới tôi rất là thương. Khi mà dậy ở đoàn dậy ngủ về thì tôi là người bị thương ở chân, còn qua là hai con mắt, đó là rất là tội. Sau đó thì tôi dậy ngủ về trước rồi để dưỡng thương, thì cô lúc đó cậu còn ở trong đó. Rồi sau khi mà đảo chánh ông Kiệm thì cái tan rã hết, thì tôi cũng không biết là cô về chết sống như thế nào. Quê thì ở Tây Ninh đó, thì rất là thương. Lúc đó thì con mắt, một con mắt mặt thì nó hoàn toàn hư, còn con mắt trái nó bị nhẹ hơn, nó thì nó chỉ cái màng nó che lại thì còn mờ thôi. Dạ thì còn thấy được một mắt hay dạ không? Còn thấy được một bên. Thì ở trong đoàn đặt là trong đoàn này có đứa đuôi, đứa mỏ, đứa què. Đó là hai chị em. Dạ. Rất là thương nhau những cái lúc đó. Chị là cái chân, chị là con mắt. Dạ, mà cái chân tôi thì tôi bị sao, cái lúc đó thì tôi còn nguyên chưa gì hết. Sau đó tôi đóng đồn rồi mới là bị thương. Tức là chị Hoa bị thương trước. Còn Hoa là bị thương trước, con mắt bị thương trước. Dạ, đi hành quân thì lúc đó tôi chưa có gì hết. Sao 75 là coi như mất liên lạc luôn á chị Hoa? Dạ, mất liên lạc luôn. Giờ dạ. Chị có thể nhắn chị Hoa. Dạ, nếu mà chị Hoa. Chị Hoa tên gì đó, chị có thể nói là quê ở đâu. Chị có thể nói. Ai biết tên thì. Thì sẽ nhắn vô chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Dạ. Thì có thể là chị tìm được chị Hoa. Dạ, tôi. Chị còn nhớ tên họ chị không? Họ tên thì nhớ, nhưng mà ở Tây Ninh biết vậy thôi chứ mình cũng chưa biết. Chị nhắn đi, có nhiều khi là chị nhắn đi, có thể của là mình đó chị. Có ở nhiều Việt Nam cũng coi nhiều lắm. Biết chị. Được chị Hoa đó chị thì sẽ gọi về chúng em thì. Dạ. Thì tôi cũng xin phép chương trình cho tôi nhắn gửi một người bạn rất thân thương của tôi là Nguyễn Thị Hoa. Trước năm 1962 thì chúng tôi đi đoàn nữ công nhân chiến đấu. Thì tôi bị thương và tôi được trở về, còn cô không, cô còn muốn tiếp tục thì cô còn sống ở đoàn. Thì sau này tan rã rồi, đoàn tan rã thì tôi không còn biết liên lạc được và cũng không biết là cô ở đâu. Nếu mà bây giờ cô còn sống thì qua sẽ liên lạc với Trương Bạch Tuyết, trước kia là của đoàn nữ công dân chiến đấu của mình tại Cát Lỡ. Thì nếu Hoa còn sống hoặc là ở bên Mỹ này thì Hoa liên lạc với Bạch Tuyết qua chương trình Tiếng Hát Hậu Phương,
thì sẽ liên lạc được với Tuyết và sẽ chúng ta sẽ gặp nhau để mà hàn huyên tiếp, tâm sự tiếp. Dạ, em hy vọng dạ. Chị Hoa còn mạnh giỏi, còn đâu đó trên thế giới này hoặc là còn đâu đó trên nước Mỹ hoặc là còn ở Việt Nam thì cũng liên lạc với chúng em là tienghaohuphuong@yahoo.com. Khi mà chúng em được tin, chúng em sẽ báo cho chị Bạch Tuyết biết liền. Em hy vọng chị Bạch Tuyết gặp lại chị Hoa. Dạ. Tôi nghĩ thì lớn hơn tôi 2-3 tuổi. Chị lớn hơn chị. Dạ, lúc đó là tôi là nhỏ nhất ở trong. Mười mấy tuổi thôi, còn bao nhiêu mấy chị là lớn. Nhưng mà chị Hoa cũng đã hy sinh một con mắt rất là nhiều, một phần xương máu cho đất nước. Người ốm gầy lắm. Nếu mà chị có đi đâu hoặc là chị có đi về cõi trên thì cũng được chư thiên giúp đỡ và Chúa cũng sẽ ban ơn cho chị. Đạo Cao Đài. Chị Đạo Cao Đài. Vâng, như vậy thì chị đi lính suốt như vậy thì khi nào thì chị lập gia đình thưa chị? Dạ, tôi lập gia đình thì năm 1967. Tôi làm việc ở đây mấy năm rồi thì mới gặp được nhà thôi. Cứ như chị đi lính 5 năm rồi chị mới gặp gia đình. Dạ, dạ. Cũng không muốn lập gia đình đâu. Tại vì con đường mình chưa có đạt được cái ý muốn của mình đó. Thử ra có gia đình thì mình sợ nó bận biểu này kia. Nhưng mà bây giờ cha mẹ muốn gả mình thì bây giờ cũng đồng ý, chứ không phải là ông xã của tôi không có quen biết. Dạ, không quen biết. Tức là cha mẹ gả thôi hả? Dạ, chị? Mẹ muốn là nói hiền này kia nọ thì mẹ muốn thì giờ con cũng ưng thôi. Dạ. Nhưng mà đi về sống ngày đầu tôi đã nói là ngày đầu thông báo vậy rồi. Tôi có thông báo ngay từ đầu. Tôi sống với anh ở đây là chỉ có cái xác thôi. Cái hồn tôi không có với anh đâu. Wow. Dạ. Tại vì cái lý tưởng của mình nó chưa có đạt được, thành tử đó mình muốn đạt cho được lý tưởng của mình. Dạ, từ bé mình đã ao ước, mình hy vọng là mình sẽ đạt được lý tưởng của mình. Nhưng mà bây giờ còn gian dở như thế này thì có gia đình rồi, có con cái mình phải lo nữa, thì cái việc mình đi tìm lý tưởng thì nó không có chắc được. Anh chấp nhận hả chị? Dạ, dạ. Dạ, chị Hoa được, chị Tuyết được mấy cháu? Dạ, thưa cô Thanh Lan, tôi được 6 cháu. 6? 5 cháu trai và 1 cháu gái. Vậy hả? Dạ, có 1 đứa gái thôi. Dạ. Có đưa tiếng hát cho cô. Dạ, cô con gái của chị Tuyết là cũng ca sĩ đi hát ở các cộng đồng ở bên Hòa Lan. Dạ, cũng nhiều người biết. Tên đó. Gì chị? Dạ, Tuyết Anh. Con gái chị Bạch Tuyết là ca sĩ Tuyết Anh ở bên Hòa Lan. Nếu mà quý vị có muốn mời Tuyết Anh hát ở bên Hòa Lan hoặc là bộ show bên Mỹ này, bên Mỹ này muốn mời Tuyết Anh thì cũng liên lạc với chúng em để chúng em chuyển cho chị Bạch Tuyết. Dạ, bên đây thì cô Hương Lan, nhiều ca sĩ bên đây. Với lại cái gì Kim gì? Cô gì Kim Loan. Loan không phải. Cô gì đó, cậu cũng kêu là qua bên đây, cậu có cái phòng trà về nó xin mà ba nó không cho. Cô gì quên rồi. Nhưng mà cô bé này lúc cổ sang Hòa Lan cổ bao nhiêu tuổi mà cô hát tiếng Việt giỏi vậy chị? Dạ thì cháu nó giống như là nòi rồi á. Ba rồi cũng biết hát. Thành tử ra qua bên đảo đó, trưa đó thì bắt cháu ngủ thì mình thấy mình ngủ rồi, nó trốn nó lên nó tập. Tập hát từ lúc đó là 7 tuổi. Dạ, rồi bắt đầu mà qua bên Hòa Lan thì 11 tuổi. Và 12 tuổi thì các anh ở trong đoàn giống như là hát của cộng đồng đó, thì thấy cháu thích hát và cái giọng cháu cũng rất hay, luyện cho cháu từ lúc mà 11, 12 tuổi. Cháu đi hát riết cho tới bây giờ. Dạ. Hát tiếng Việt rõ lắm. Dạ. Thưa chị, như vậy thì lúc mà 30 tháng 4 vô đó, chị có gặp những khó khăn gì không chị? Dạ thưa cô Phương Quế, thì gặp khó khăn thì rất là khó khăn. Dạ. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là tôi cũng được ơn của Chúa ban là tôi không trốn đâu hết. Trình diện thì cũng xích chút nữa là cũng vô trong cái trung tâm rồi. Nhưng mà được một người thiếu sinh quân ngồi đằng kia biết là con đường này là con đường tử đó, đi vô đó cái đứng ở đó thì mình là cái hành trang của mình là nó tình báo này kia nọ mình cũng biết. Hồi nhỏ tôi đã 7 tuổi tôi đã đi bắt được những cái
ông mà ông Tiên nó kêu bằng Hút đó. À, tôi đã bắt được những cái ổ đó rồi đó. Ồ, nhỏ mà chị đi bắt. Dạ, 7 tuổi tôi cũng đã làm cái chuyện đó rồi đó. Ồ, ba chị là cảnh sát. Dạ, ba tôi rồi. Cảnh sát. Đó, tôi con nhà thì đó, con nhà dạ tông. Thì đó. Rồi cái tôi không trốn gì, thì ở đằng đó làm một cái dấu hiệu là mình để ý, mình nhìn thấy rồi thì tôi biết rồi, tôi hỏi công an đó rồi xong cái tôi đã cảm ơn anh. Tôi mới lợi ngồi hai chị em ngồi nói chuyện thì cậu mới nói rồi cái bắt đầu mình đi về. Thì tôi vẫn ở nhà, tôi trốn mà tôi không có trốn đi cái tỉnh nào hoặc là sống ở đâu nữa, vẫn trốn ở nhà, sống ở nhà phay phay, đi đứng bình thường. Thì lúc đó cũng thấy tôi mang bầu cháu gái đó, được 3 tháng rưỡi rồi. Tự ra cũng, tôi thấy thì ở trong cái trại cải tạo đó cũng nhiều chị em mang cái bầu vẫn phải vô. Nhưng mà tôi đã được ơn trên, tôi nghĩ là cũng tạ ơn Chúa, Chúa ban cho tôi là không phải đi đâu mà mỗi một tháng cứ kêu tôi lên trình diện ở quận, bắt tôi viết. Thì đưa cho mấy tờ giấy mà tôi chỉ viết như thế này, này kia, nọ. Trước kia là tôi đi làm nhưng mà bây giờ mấy người đi vô đây rồi thì tôi nghỉ làm rồi. Bây giờ tôi phải nuôi con tôi. Tôi nuôi 3 đứa con và mang một đứa trong bụng đây. Thì tôi không có thể nào mà tôi đi rình mò hoặc là cái gì tôi lấy tin tức cho các ông được hết. Nói sau tháng nào lên cũng không thấy bà viết một cái gì, tôi không có cái gì để báo cáo hết. Đó thì cái chuyện mà cái đầu mình là cái đầu sạn rồi mà làm sao mà nó qua được cái đầu mình được. Dạ. Dạ. Chúng tôi không có cái gì để báo cáo hết. Dạ. Dạ khi năm nào chị mới qua tới Hòa Lan thì chị? Dạ thì cái thời gian vài năm sau thì nói là chúng tôi sẽ có một ngày nào đó sẽ mời chị trở lại trại cải tạo. Thì tôi nghe cái đó rồi thì tôi nói với ông xã tôi, thì ông nói thì bây giờ mình chạy thôi chứ giờ ở đây cũng có khó thoát. Dạ. Đó thì lúc đó thì bắt đầu vượt biên là cuối năm 83, 1983. 83 dạ. Dạ. Rồi đi cũng rất là khó khăn không chị? Đi vượt biên gặp rất là khó khăn, rất là nguy hiểm. Nhưng mà tôi nghĩ là ơn trên, tất cả đều ơn trên sắp xếp hết. Dạ. Tôi đi mà vượt biên mà hai bên đường người ta ở đó thì chiếc tàu, chiếc ghe của mình đây thì họ ở sát đó thôi chứ không có xa. Đèn leo lét là đầy hết rồi hai bên đường. Mà tôi la lên, tôi la lớn lắm. Tôi nói đưa ta lên bờ, ta không đi nữa. Mà mấy người trên ghe họ năn nỉ quá. Tôi cũng la, tôi nói chừng nào đưa ta trả lên, ta lên bờ ta đi về thì ta không la nữa. Ai cũng năn nỉ, chị ơi lại chị này kia nọ. Nhưng mà không có gì hết trơn. Mà ở sau thì nó bắn, nó rượt theo mình ở sau nữa. Dạ. Nhưng mà không có bị đi ngã nào chị? Dạ đi ở dưới cái gì đó. Rạch Giá. Không phải Rạch Giá, tôi đi Vũng Tàu. Cái gì miền Đồng Tháp 10. Ồ Đồng Tháp 10. Dạ. À. Ở dưới đó là Đồng Tháp 10 là Cao Lãnh. Dạ không, không phải Cao Lãnh. Không, cái này Đồng là Đồng Tháp 10 là đâu? Cái gì không phải? Cuối cuối mũi Cà Mau rồi. À Đồng Tháp 10 đúng rồi, đúng rồi. Cà Mau. Đúng rồi, đúng rồi. Không. Cà Mau, tuốt ở dưới Cà Mau. Cà Mau. Đúng rồi, Đồng Tháp 10. Đi ở cái sông lớn lắm. Dạ. Rồi cái nó bắn rồi cái mình trốn ở trong cái rạch mà nước cạn, trốn ở đó cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thì nước cạn rồi mà ghe này thì có 2-3 người thôi, mỗi người cứ một chiếc ghe vậy chia ra đó. Thì một chiếc ghe nhỏ vậy thì mấy người. Còn ở đây tôi thì 2 vợ chồng, đứa con, 2 người nữa. Mà tôi cái bụng tôi mà tôi đẩy chiếc ghe để ra, bắt đầu mình có nước rồi đó mình chạy. Để mình chạy thì lên bờ đó thì cũng đau. Lúc đó chị đã mấy cháu tháng. Rồi? Dạ lúc đó 3 cháu. 3 cháu đi theo với chị hết rồi. Với chị đi vườn biên thì chị có bầu. Cái lúc đó thì sanh rồi, sanh cháu gái rồi được 7 tuổi mới dẫn nó đi. Yeah. Rồi 3 cháu trai chị? 3 cháu trai để nhà, lúc đó tôi đi là cấp 7. Thành ra ba nó nói thôi để mấy người con trai ở nhà đó. Nó có cái gì rồi hết giống. Thành ra để con trai ở nhà. Yeah. Con gái là ông cưng nhất, nó dắt đi. Dạ. Yeah. Yeah. Thì đi cũng chưa được yên đâu. Đi qua tới Thái Lan rồi thì tàu bị bể. Bể thì bể ngay cái chùa.
Thì tôi lúc đó thì đang bế con ôm như vậy thì mà nó ập xuống bể tàu rồi, cái con cũng biết ở đâu nữa, mẹ ở đâu, con ở đâu, rồi người ta vớt lên, người vớt này người con, còn ba nó thì đi vớt người khác, đúng người nào vớt người đó lên trên chùa đó thì được ở chùa nuôi nuôi cho tôi. Có một 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 ghe đó mà lên có một mình tôi là nặng nhất, tôi uống nước biển rất là nhiều, lên thì không còn biết gì hết trơn á. Thì ở trên đó họ mới cho bác sĩ tới chích thuốc, mà 3 ngày thì tôi được tỉnh. Rồi bắt đầu họ cho cái ghe khác, họ đưa ra ngoài đi tiếp tới Mã Lai. Và cháu gái chị, ai vớt cháu gái lên? Dạ cháu gái thì một ông khác vớt. Dạ không biết mẹ con dễ sợ hả chị, không biết gì hết. Thì ông xã tôi ông nói em mà lúc đó em chết thì anh rất là hận. Dạ ông nói cũng chú ban cho thì cũng là cái đó là phúc lắm, ơn tôi thấy rồi. Ơn rất thưa chị, là lúc đó bắt trai đâu chị, bắt trai cũng cảnh sát rồi, bắt trai có đi tù không chị? Ba tôi thì tôi đã biết tin mất từ lúc tôi còn ở nhà. Bác đi tù đó thì năm 1976 là ba tôi đi có đúng một năm thôi. Thì lúc đó tôi nói thôi bây giờ á, nó mới vô nó cũng không biết gì đâu, thì bây giờ con đưa ba về quê, ba ở dưới đó thì nó sẽ an toàn. Mà ba không chịu thì ba ở nói thôi ba đi học rồi về là làm ăn đàng hoàng, chứ ba không muốn trốn tránh. Đó thì đi học ngày 19 tháng 8 thì nói có 10 ngày thôi. Nó nói ba à, ba cái ngành của mình là ba cũng hiểu rồi mà tại sao ba tin vậy? Cái nói không thì kệ lúc nào, mà nếu mà ba về thì thôi, mà ba không về thì con cứ lấy cái ngày này làm dỗ. Chết đúng ngay ngày 19 tháng 8 năm sau 1976. Bác mất trong tù hả chị? Dạ trong tù, nhưng mà bây giờ cũng chưa lấy được xác. Còn bác gái thôi chị? Má tôi thì sống ở đó, tôi để ba đứa con nhà với má tôi thì tôi qua bên Hòa Lan được rồi thì tôi sẽ lãnh trong 2 năm tôi lãnh con qua rồi. Xong rồi cái vài tháng sau là lãnh bà ngoại. Bác được qua luôn? Dạ qua luôn, sống được 7 năm rưỡi thì mẹ tôi mất không anh đây. Thì đưa cốt về nó thờ. Cho nên là cuộc đời của chị Bạch Tuyết cũng là nhiều gian truân ha. Gian truân. Rồi bố ba mất cũng không thấy mặt ba nữa. Dạ tôi đi nuôi thì thằng Thần thì tôi đi tìm dữ lắm, cái mấy cái năm đầu đó không có biết đưa đi đâu học hết đó. Tôi bỏ nhà hết, tôi đi kinh tế mới để tôi tìm, tôi lên Tú Tây Ninh á để tìm, vô rừng chỗ nào mà nói có cải tạo tôi vô tìm, nhưng mà biệt tâm tích, đưa ra con đảo mình cũng đâu biết, rồi tìm thằng em nữa đó, cứ là cứ đi buôn bán nhiêu tiền á tôi đi cứ đi tìm cha rồi tìm em. Em chị cũng bị tù mà em tôi cũng bị tù, nhưng mà ở ngoài Tuy Hòa. Thì em tôi được nuôi được mấy lần. Nhưng mà ai báo mình biết là bác trai mất chị? Dạ thì ở trên đó nó 6 tháng sau nó mới báo cho mình. Mất 6 tháng mới báo. Tôi lên đó thì tôi cũng nói dữ lắm, tôi nói tôi làm dữ lắm, tôi không có sợ gì hết, tôi chửi luôn nữa. Cái má tôi bà sợ, nó nói má đừng có sợ, bắt có mình con thôi, có cái gì thì cứ bắt đi, bắt con thôi, má không có gì hết. Cái thôi má kéo đi về, không cho nói nữa. Nói chúng tôi ở đây cũng chôn cất như là gia đình của ông bà, cũng làm thủ tục như vậy. Bây giờ có dám cam đoan cho tôi như vậy, nhưng mà bây giờ quật mồ lên, tôi bảo đảm là ba tôi không được như ở nhà. Dám quật mồ với tôi không? Đứng đó cãi nó bà già rất là sợ không, nói bây giờ rồi bây giờ thôi thì gia đình về đi rồi 3 năm sẽ lên đây chúng tôi sẽ cho bốc mộ. Lên thì 3 năm đem đồ đạc lên thì dở bia lên hết rồi, không còn cái gì mà rào xung quanh là kẽm gai với mìn. Tôi cũng đòi bươn vô cho bằng được, má tôi nói thôi con à, gài mìn rồi mà con vô lại chết một người nữa. Đó con không sợ. Thương tiếc gì mình đâu, mình vô mình chết thêm. Má cứ kéo tay lại không cho kéo về. Thưa chị, như vậy thì cậu em của chị ra thế nào thưa chị? Dạ thì em tôi họ cũng 7 năm.
Dạ. 7 năm rồi. Giờ anh nó còn ở đây không chị? Dạ thì đi về thì mà tôi đưa đi bác sĩ liền. Đi vô trong chợ rẫy khám này thì bác sĩ nói cái cột xương sống này là chỉ có 2 năm thôi. Dạ. Nếu mà bây giờ mổ rồi thì 50-50. Dạ. Thì không biết làm sao, nhưng mà không mổ thì sẽ được sống 2 năm. Dạ. Thì đúng, tôi nói thôi bây giờ cứ để đi, 2 năm, đúng 2 năm chết. Dạ. Thôi em cũng chia buồn với chị, gia đình mất mát nhiều quá. Vâng. À, chúng ta trở lại cái chương trình ngày hôm nay, chị đến đây chị qua Mỹ cái kỳ này là để tham dự cái buổi ra mắt sách của thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy. Dạ. Biệt đội Thiên Nga. Thì đây là cái cuốn sách của chị Thanh Thủy đã viết, và bao nhiêu người cũng như là khuyến khích lắm chị Thanh Thủy viết cuốn sách này theo lời của chị nói. Thì quý vị nào mà ở quận Cam đó thì mời quý vị đến tham dự buổi ra mắt sách này. Có cả chị Bạch Tuyết cũng đến. Lý do tránh chị Bạch Tuyết qua Mỹ kỳ này đó là để tham dự cái buổi ra mắt sách của chị Thanh Thủy. Thì đây là cái thư mời tham dự buổi ra mắt sách. Trân trọng kính mời quý độc giả gần xa tham dự buổi ra mắt sách Biệt đội Thiên Nga của tác giả Nguyễn Thanh Thủy vào ngày thứ Bảy, 7 tháng 7 năm 2018 tại Thư viện Việt Nam, 10872 Westminster Avenue, Suite 214-215, thành phố Garden Grove. Vào lúc 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều, quý độc giả đã từng nghe biết đến bà Nguyễn Thanh Thủy, cựu thiếu tá biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga và đương nhiệm hội trưởng hội HO, cứu trợ thương phê binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Nay xin mời tham dự buổi ra mắt sách để trò chuyện, chia sẻ những cảm xúc với tác giả, đặc biệt nhất là gặp gỡ các đội viên của biệt đội Thiên Nga từ các nơi về, hội ngộ lần đầu tiên sau 43 năm tan đàn. Quý vị có thể mua sách Biệt đội Thiên Nga qua số điện thoại 714-952-5009, 714-952-5009, hoặc email thanhthuy.bietdoithiennga@gmail.com, thanhthuy.bietdoithiennga@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Dạ vâng, chị có lời nào nói thêm một vài lời nữa về cuốn sách này không thưa chị? Hết giờ. Dạ vâng, quý vị nào mà không có tham dự được vào cái ngày sắp tới đây, ngày 7 tháng 7 năm 2018 ở tại Thư viện Quốc gia, thì quý vị có thể mua sách để ủng hộ cho chị Nguyễn Thanh Thủy, biệt đội Thiên Nga. Dạ vâng. Dạ, tôi cũng xin quý ông bà, anh chị em cũng trước tiên là cũng để ủng hộ chúng tôi, biệt đội Thiên Nga, và sau đó là biết biệt đội Thiên Nga trước kia làm cái gì, và cũng được cái số các em nữ trẻ nhìn đây mà nối tiếp cái thế hệ của chúng tôi, và chúng tôi như thế nào thì chị em cũng nối tiếp để mà có một cái thế hệ mà giữ vững cái tổ quốc Việt Nam của mình. Và thành ra cũng xin quý vị cũng ủng hộ và để hiểu biết về cái chương trình biệt đội Thiên Nga nó như thế nào. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Cũng như là những giây phút chót mà chúng em hay có một cái bài hát để từ giã chia tay với quý vị, thì hôm nay là có chị Bạch Tuyết ở đây, cũng như là thấy cuốn sách của biệt đội Thiên Nga với em với Quế, thì chúng ta là những cô gái Việt. Em xin mượn bài hát Cô Gái Việt, em mời chị Bạch Tuyết đứng lên hát với em để tặng quý khán giả thì và các anh chị sĩ Việt Nam hồi nhỏ là, và nhất là các chị nữ quân nhân hồi nhỏ thi đậu thi tiểu học á, chị nói là ở trường tiểu học thi tiểu học á là hát cái bài này đậu hạng nhất phải không chị? Dạ. Dạ, nhớ lại thời xưa trẻ, nhớ lại thời còn đi học đi chị. Lời sầu núi vâng vâng bốn phương trời, dù chúng ta đồng phục sơ quyết tiến, chiều trên xưa đẹp như sáng muôn đời, dòng máu tiên còn đường lòng vang trái tim, dẫu không cùng tay trái quê tranh đấu, cách sân hạ còn trong hơn xương máu, dù thành thì hay không. Oh,
đến cái việc hát thứ giả thưa chị. Dạ tôi dạ phút cuối, nhưng mà còn rất là muốn tâm tình với quý vị rất là nhiều cái cuộc đời của tôi, nhưng mà cái chương trình đã chấm dứt rồi thì tôi cũng xin một lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ trong và ngoài nước. Hiện tình đất nước của chúng ta, Việt Nam chúng ta, tổ quốc chúng ta và mẹ Việt Nam đang réo gọi các em trẻ hãy nối tiếp chúng tôi là thế hệ đã xế chiều, nhưng mà chúng tôi vẫn còn dấn thân để hướng dẫn các em. Thì tôi cũng khẩn cầu, tha thiết khẩn cầu các em hãy nối tiếp thế hệ của chúng tôi mà giữ vững cái tổ quốc Việt Nam của mình. Muôn đời là của ông cha mình để lại, thì bây giờ một tấc đất cũng không để lọt vào tay của Trung Cộng. Thì tôi cũng xin tha thiết yêu cầu các em và tất cả đồng bào hải ngoại cũng như quốc nội hãy cố gắng dấn thân. Một cơ hội này đừng bao giờ để dù cho Trung Cộng mướn một ngày, chúng ta cũng không nên để cho họ mướn một ngày, dù một ngày hoặc một giờ cũng không nên. Thì tôi cũng xin tha thiết kêu gọi quý đồng bào từ trong nước và hải ngoại. Xin cảm ơn. Dạ em mời chị. Em cảm ơn chị Bạch Tuyết rất là nhiều. Chương trình chúng ta tới giờ chia tay được. Thưa quý vị ơi, những lời chị Bạch Tuyết nói là ghi một lời vàng sáng tươi cho thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta sau này. Chương trình chúng ta tới giờ chia tay rồi. Trang Thanh Lan, Phương Quế, chị Bạch Tuyết cũng như cái sữa. Rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua với chương trình. Và hôm nay là ngày July 4. Ngày mai là July 4 rồi phải không? Happy July 4. Kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Một ngày lễ độc lập thật là vui. Hẹn tuần sau vào nhà này 7-8:30 giờ Cali. Happy lễ độc lập. Mừng ngày lễ độc lập. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em